Một cái điều mình nghĩ là Samsung để nhận thông tin về mức giá, những chương trình khuyến mãi kèm theo. Bên cạnh đó, ok, quay được cái clip mà khổ với con ghê luôn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tony Vùng. Hẳn các bạn cũng giống như mình thắc mắc sao vào dòng tầm trung nguyên một năm vừa rồi Samsung không update thêm. Chúng ta vẫn còn nào là Galaxy A51 rồi Galaxy A71 các thứ. Trời ơi, quen quá rồi. Nhưng mà năm nay đáng chờ đấy. Sau một thời gian dài như thế, những nâng cấp mình nghĩ là sẽ đáng giá đấy. Thực ra thì những cái thông tin này mình đưa ra vẫn chưa thể nào được gọi là chính xác 100%, bởi vì mình cũng chưa thể nào rõ ràng và chắc chắn được điều là Samsung sẽ mang những phiên bản nào về đến thị trường Việt Nam. Nhưng theo những cái chia sẻ mà đại diện của Samsung đã nói với mình, và cái này thì chắc là public được, không sao đâu, thì những sản phẩm tầm trung sắp tới mà Samsung mang về Việt Nam sẽ thuộc lineup 5G. Điều này đồng nghĩa là kể cả những sản phẩm với mức giá rất tốt trước đây thuộc dòng ví dụ như Galaxy A31, bây giờ thì A32 chẳng hạn, hay là A51, bây giờ là A52, sẽ đều có 5G hết. Và điều này nghĩa là gì? Nghĩa là Samsung sẽ có rất nhiều những nâng cấp đáng giá để tập trung thật nhiều vào cái trải nghiệm mà người dùng có. 5G nó là một điều rồi. Bên cạnh 5G, chúng ta sẽ được hưởng lợi về rất nhiều thứ khác. Ví dụ như là hiệu năng này, ví dụ như là trải nghiệm mà nó mang lại này. Và ngày hôm nay mình sẽ tổng hợp tất cả mọi thứ để các bạn có một cái nhìn khái quát hơn về smartphone tầm trung năm nay của Samsung tại Việt Nam nhé. Ok. Rồi, nhưng trước tiên đó thì theo như mình được biết thì Samsung cũng sẽ mang về sớm thôi. Và nếu như các bạn có nhu cầu thì cũng có thể đặt thông tin sớm tại những đại lý lớn tại Việt Nam như là tại 7S chẳng hạn. A32, A52, A72 thời điểm này thì chưa có mức giá chính thức, nhưng các bạn cũng có thể đặt trước thông tin để khi nào hàng về chúng ta sẽ có những thông tin về mức giá, đặc biệt là những chương trình khuyến mãi một cách sớm hơn. Và bên cạnh đó, nếu như có nhu cầu với những sản phẩm của Samsung thì S21 Plus, S21 Ultra giá cũng đang tốt tại đây. Link ở phía bên dưới nhá. Ok. Rồi, cái điều đầu tiên mà mình khẳng định luôn đó là lineup năm nay sẽ là 5G. Và kể cả những dòng rất là thấp như A32 5G thì cũng sẽ có rồi, nên cái đấy mình không cần phải nhắc lại. Và vì có 5G, thế nên hiệu năng của CPU cũng sẽ được nâng cấp rất là nhiều. Tại vì ở thời điểm này này, những con chip hỗ trợ 5G thì chưa có quá nhiều, đặc biệt là những con chip tầm trung. Thì mình có thể kể đến một vài những con như là Snapdragon 765G, ví dụ như Snapdragon 750G, hay là Snapdragon 690G. Thì theo như mình được biết là Samsung cũng sẽ sử dụng chip Snapdragon trên những dòng sản phẩm của họ. Điều này đồng nghĩa là một vài những thông tin rõ rỉ thì A52 phiên bản 5G sẽ sử dụng Snapdragon 750G, A72 sẽ sử dụng con chip Snapdragon 765G. Và nếu như mức giá của nó cũng sẽ tương tự như là Galaxy A thế hệ trước đây, tức là chỉ vào khoảng tầm 8 triệu đến tầm khoảng 11 triệu, thì rõ ràng đây sẽ là một trong những cái mức giá mình nghĩ sẽ thực sự rất hấp dẫn để người dùng tại Việt Nam có một sản phẩm thương hiệu ngon, trải nghiệm ngon và có 5G bên cạnh giá tốt. Đó, đây là cái điều mình nghĩ là nhiều người sẽ thực sự rất là mong chờ luôn. Điều thứ hai đó là cái màn hình cũng sẽ được nâng cấp một cái trải nghiệm cực kỳ quan trọng, đó là có tần số quét cao. Theo những thông tin rò rỉ ạ, thì A52 sẽ có 90Hz, còn A72 thậm chí lên tới 120Hz cơ. Nhưng cái quan trọng là Samsung sẽ vẫn giữ cái đặc trưng của họ, đấy là màn hình Super AMOLED. Đấy. Và các bạn cũng hiểu là với màn hình OLED thì nó có những cái đặc điểm ví dụ như là màu đen sâu, độ sáng cao, hiển thị HDR rất là ok. Và lần này kết hợp với một cái tần số quét màn hình cao thì nó cũng sẽ hứa hẹn mang đến cho người dùng rất nhiều những trải nghiệm thực sự là ngon, mượt mà, trơn tru. One UI mà chỉ cần tú tốt tốt thêm một chút xíu nữa thôi, kết hợp với cái nền tảng chip đến từ Qualcomm Snapdragon, thì mình nghĩ rằng cái trải nghiệm người dùng mà nó mang lại sẽ thực sự rất là ngon. Và chúng ta cũng có quyền chờ đợi cái điều này đúng không? Điều thứ ba, lineup thiết kế sản phẩm nó sẽ giống, cái này dùng từ giống luôn, tức là nó học tập cái kiểu thiết kế của S21 series năm nay. Cụ thể hơn là cái cụm camera của nó sẽ được tạo hình gần giống với cái S21 Ultra. Với những sản phẩm như thế này, mặc định là nó sẽ đều có 4 camera hết.
Tại vì không có lý do gì mà dòng sản phẩm của năm ngoái đã có 4 camera mà năm nay không có cả. Mình tin là nó sẽ vẫn là những cái ống kính camera quen thuộc như là 64 chấm này, camera góc siêu rộng thế là chắc tầm 8 chấm. Còn hai ống kính còn lại sẽ chạy đua theo rất nhiều sản phẩm trên thị trường. Đấy là một cái cảm biến đo độ sâu trường ảnh và một cái cảm biến để mà chụp macro. Độ phân giải lúc này thì 2.5 chấm thì nó phụ thuộc vào Samsung đặt thôi. Cái đấy thì mình không quá quan tâm. Nhưng rõ ràng với 4 ống kính camera thì cái phong cách thiết kế mình tin là nó sẽ hao hao giống với S21 Ultra. Và người thích người không thích thì mình không biết, nhưng rõ ràng nó sẽ học tập theo một cái phong cách thiết kế của flagship. Thì những ai mà thích một cái thứ gì đấy nó hầm hố, thích một cái gì đấy nó kiểu giống đắt tiền nhưng mà nó có mức giá chi phí tốt hơn, thì mình nghĩ rằng đấy cũng sẽ là một điều khá thú vị mà Samsung sẽ áp dụng ở năm nay. Cái cuối cùng chắc chắn là những cái tính năng cao cấp, những tính năng được PR rất nhiều trên những dòng sản phẩm như là S21 series năm nay cũng sẽ được mang xuống một vài tính năng dòng dưới này, đặc biệt là sẽ áp dụng trên con A52 và A72, một vài những thứ liên quan đến quay video, một vài những thứ liên quan đến chụp chân dung xóa phông, và thậm chí cũng sẽ là tập trung rất nhiều vào cái trải nghiệm camera chính mà nó mang lại. Mình tin là sẽ có những thứ mới mẻ hơn, cho dù là năm ngoái trước đây là A71, A51 cũng được rất nhiều người khen về camera, thì năm nay thậm chí nó sẽ còn được tốt nhiều hơn nữa cơ. Đó đều là những cái thông tin rò rỉ và đó đều là những cái thông tin mà mình được chia sẻ. Đương nhiên là những cái thông tin chia sẻ gọn gàng như thế, những thông tin chia sẻ vắn tắt như thế thì chúng ta sẽ chỉ có thể gọi là mường tượng được ra một chút về lineup sản phẩm của Samsung tầm trung năm nay mà thôi. Tốt như thế nào, tệ như thế nào hoặc có những vấn đề gì xoay quanh thì khi nào có máy một cách chính thức mình sẽ đánh giá và chia sẻ một cách cụ thể hơn. Nhưng ngay thời điểm này chúng ta có quyền tin rằng sản phẩm smartphone Samsung tầm trung năm nay chắc chắn sẽ ngon hơn. Và các bạn nghĩ sao? Hãy chia sẻ ý kiến trong comment phía bên dưới nhé. Đừng quên là đặt trước thông tin cho A32, A52 và A72 tại 7S để nhận thông tin về mức giá, những chương trình khuyến mãi kèm theo. Bên cạnh đó, nếu như muốn sở hữu ngay và luôn một chiếc S mới thì có thể tham khảo S21 Plus và S21 Ultra tại đây nhé. Link sẽ phía bên dưới, mình sẽ ghi comment để các bạn tiện theo dõi hơn. Còn bây giờ thì bye.